Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, đợt dịch Covid-19 có ngày tôi ký một tập đơn xin nghỉ việc. Đồng Nai cỡ bỏ tất cả các chốt kiểm soát Covid-19 ở cửa ngõ sát danh. Làm lây lan là dịch bệnh Covid-19 cho một hơn. Làm lây lan là dịch bệnh Covid-19 cho hơn 1.000 người, hai công ty bị phạt 40 triệu đồng. Các địa phương tăng tốc tiêm vaccine để ngăn dịch Covid-19 lan rộng. Chào mừng quý vị khán giả đã theo dõi kênh YouTube Bà Dân Việt, cập nhật tin tức mới nhất về tình hình dịch bệnh COVID-19. Nhà vụ rất vui được đồng hành cùng với quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Vừa rồi là nội dung chính sẽ có trong chương trình, ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Vừa qua ông Nguyễn Anh Tuấn, trưởng phòng y tế quận Nam Từ Liêm Hà Nội cho biết, đến nay ổ dịch tại phường Phú Đô đang nóng dần với liên tục xuất hiện các ca mới, nâng cấp độ dịch lên cấp độ 3 là vùng nguy cơ cao. Trường phòng y tế quận Nam Từ Liêm cho biết, chuỗi lây nhiễm tại ổ dịch phường Phú Đô được phát hiện vào ngày 4 tháng 11 qua xét nghiệm những người biểu hiện hò, sốt tới trạm y tế phường Phú Đô khai báo. Từ nhóm bệnh nhân trên, quận Nam Từ Liêm xét nghiệm diện rộng gồm người thuộc diện liên quan F0 và một số đối tượng nguy cơ trên địa bàn phường Phú Đô. Chúng tôi đã phong tỏa 14 ngày nội bất xuất, ngoại bất nhập đối với 1.352 người dân của 288 hộ gia đình thuộc tổ dân phố số 1, số 5 và số 6 tại phường Phú Đô. Ông Tuấn nói, nhận định về diễn biến ổ dịch Phú Đô, trưởng phòng y tế quận Nam Từ Liêm cho biết, sau khi thực hiện nghị quyết 128, các nguồn lây bệnh rất nhiều từ các địa phương về. Trên diễn biến tình hình dịch ở phường Phú Đô, quận đã chỉ đạo phải xét nghiệm hết các cư dân trong khu vực phong tỏa, đồng thời mở rộng xét nghiệm cho các đối tượng nguy cơ xung quanh bên ngoài. Quý vị thân mến, không chỉ ảnh hưởng đến kinh tế xã hội, mà giáo dục cũng bị Covid-19 làm đảo lộn nhiều thứ. Đặc biệt là mới đây, theo thống kê đã có gần 70.000 sinh viên không thể ra trường, làm ảnh hưởng tới nguồn cung nhân lực. Chi tiết cho thông tin trên, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết, việc này sẽ ảnh hưởng lớn tới quá trình cung cấp nguồn nhân lực. Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện có 20 cơ sở đào tạo vẫn còn khóa sinh viên chưa hoàn thành hết bài đánh giá kết thúc năm học, chủ yếu thuộc các khối trường văn hóa nghệ thuật, trường đào tạo khối ngành sức khỏe. Ngoài ra, còn gần 20 triệu học sinh, sinh viên không được tới trường trong một thời gian rất dài. Kế hoạch năm học bị đứt đoạn, chương trình và nội dung giáo dục phải thay đổi theo hướng chỉ còn phần cốt lõi. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng ra trường muộn của sinh viên trên cả nước. Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho rằng, yêu cầu các đại học cam kết về việc làm cho sinh viên khó khả thi. Ông giải thích, duy trì mối liên kết khăng khít giữa nhà trường, nhà tuyển dụng, doanh nghiệp là rất tốt, nhưng việc tuyển dụng không hoàn toàn trong tay nhà trường. Hiếm có doanh nghiệp nào dám đặt bút ký đảm bảo sẽ dùng bao nhiêu nhân lực vì vậy, giải pháp là cần tăng cường mối liên hệ liên kết giữa nhà trường, doanh nghiệp, người tuyển dụng. Nhưng yêu cầu tất cả các trường ký cam kết là khó khả thi, Bộ trưởng Sơn nói. Ông Sơn cho biết cần xây dựng kho học liệu, bộ cơ sở dữ liệu đủ lớn, vì khi có nền tảng thì việc học trực tuyến sẽ đảm bảo ngay cả trong điều kiện dịch bệnh. Cũng chia sẻ về những khó khăn cho đợt dịch Covid-19 lần thứ tư tại Thành phố Hồ Chí Minh, Giáo sư tăng trí thượng, giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh nói: đã rất nhiều những nhân viên trạm y tế, trung tâm y tế và các bệnh viện đã viết đơn xin nghỉ việc vì áp lực của dịch bệnh. Giám đốc Sở Y tế cho biết, thành phố có 310 trạm y tế nhưng hơn một nửa chưa có trường trạm. Tình trạng này đã kéo dài từ lâu. Trước đây, các trung tâm y tế quận huyện, trạm y tế phường xã trực thuộc Ủy ban nhân dân quận huyện tiêu chí bổ nhiệm trường trạm do quận huyện quyết định. Khi các trung tâm và trạm y tế về sở quản lý theo các tiêu chí của ngành, không ai đủ điều kiện là trường trạm. Do đó, hơn một nửa trạm y tế của thành phố Hồ Chí Minh đang bỏ trống chức danh này. Hiện nay, tỷ lệ nhân viên y tế tuyến xã trên 10.000 dân tại thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạt 2,31. Tỷ lệ này thấp hơn rất nhiều so với cả nước và Hà Nội, tương ứng là 7,42 và 6,06. Sở Y tế kiến nghị tăng mức trần biên chế tại trạm y tế lên gấp đôi hiện tại, tức là 20 người trên một trạm để đảm bảo nhân lực. Trong buổi làm việc, Giám đốc Sở Y tế Trải Lòng Đợt dịch vừa qua, mỗi ngày tôi đều ký một tập đơn xin nghỉ việc của nhân viên trạm y tế, trung tâm y tế và các bệnh viện. Ông cho rằng, ngoài chính sách thu hút, thành phố cần có chính sách để giữ chân nhân viên y tế ở lại với cơ sở. Sở Y tế đề xuất bác sĩ tại trạm y tế được hỗ trợ 5 triệu đồng trên một tháng. Trình độ đại học, y sĩ hỗ trợ 4 triệu đồng trên một tháng. Trình độ cao đẳng, 3 triệu đồng trên một tháng. Xin được chuyển sang các thông tin khác về tình dịch bệnh COVID-19 tại các tỉnh khác. Thưa quý vị, mới đây Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết đã giải thể các chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Theo đó, tỉnh Đồng Nai đã gỡ bỏ 10 chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại đầu mối giao thông cửa ngõ xa vào tỉnh. Ngoài ra, đối với 13 chốt kiểm soát giáp danh các tỉnh, thành phố do địa phương lập, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai giao Ủy ban nhân dân các đơn vị cấp huyện giải thể. Trước đó, để kiểm soát dịch COVID-19 tại các đầu mối giao thông cửa ngõ ra vào tỉnh, từ đầu tháng 6 năm 2021, Đồng Nai đã quyết định thành lập các chốt kiểm soát giao thông với sự tham gia của các lực lượng, cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông, quân sự, nhân viên y tế, trên tuyến quốc lộ, tỉnh lộ giáp danh giữa Đồng Nai với các tỉnh Bình Dương, Bình Thuận, Lâm Đồng, Bà Rịa Vũng Tàu và thành phố Hồ Chí Minh. Với việc giải thể các chốt kiểm soát trên, Đồng Nai sẽ không còn chốt kiểm soát COVID-19 nào trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, các địa bàn giáp danh và giữa địa phương này với địa phương khác qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho người và phương tiện lưu thông, từng bước khôi phục phát triển kinh tế sản xuất. Khi nhận tại tỉnh Hà Tĩnh, kể từ thời điểm xuất hiện những ca nhiễm COVID-19 cho cộng đồng đầu tiên của đợt dịch mới trên địa bàn, thành phố Hà Tĩnh đã cấp thiết thực hiện những biện pháp tích cực cụ thể để phòng chống dịch, để sớm trở lại vùng xanh. Ông Trần Ngọc Lương, tổ trưởng tổ dân phố số 1, phường Hà Huy Tập cho biết, đến chiều ngày 11 tháng 11, trên địa bàn phường có 72 F1, thì riêng tổ dân phố 1 có 13 trường hợp thành phố Hà Tĩnh tiến hành tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt thứ 14. Theo kế hoạch, trong đợt này, địa phương sẽ tiêm 6.200 liều mũi 1 và 7.454 liều mũi 2 cho người dân trên 18 tuổi. Dự kiến, sau đợt 14, tỷ lệ bao phủ vaccine ở thành phố Hà Tĩnh đạt 97% mũi 1 và 50% mũi 2 trên tổng số người dân trong diện được tiêm. Ông Nguyễn Trọng Hiếu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố thông tin, diễn biến dịch vẫn còn tiềm ẩn nhiều phức tạp cùng với các giải pháp đồng bộ như phát huy vai trò của người đứng đầu trong công tác phòng dịch, truy vết, khoanh vùng nhanh vùng dịch, quản lý tốt các trường hợp F1, F2 đang thực hiện cách ly tại nhà, giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm quy định trong phòng chống dịch, thì điều kiện tiên quyết vẫn là phải tuân thủ 5K và tăng tỷ lệ bao phủ vaccine. Liên quan đến hai ổ dịch ở công ty thủy sản ở Bạc Liêu, khi không phát hiện kịp thời các ca cá F0, sẽ đến lây lan dịch bệnh cho nhiều người trên diện rộng vừa qua. Ủy ban nhân dân thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu đã ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với hai công ty này. Cụ thể, công ty Tấn Khởi không lấy mẫu xét nghiệm định kỳ hàng tuần cho công nhân, người lao động trong công ty nên không phát hiện kịp thời ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2. Áp dụng khoản 5, điều 4, khoản 2, điều 14, nghị định 117, 2020, Ủy ban Nhân dân thị xã Già Rai xử phạt công ty Tấn Khởi 20 triệu đồng với tình tiết tăng nặng. Cùng ngày, Ủy ban Nhân dân thị xã Già Rai cũng ban hành quyết định xử phạt công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy sản Châu Bá Thảo, công ty Châu Bá Thảo ở thị xã Giá Rai 20 triệu đồng với hành vi tương tự. Trước đó, công an tỉnh Bạc Liêu đã vào cuộc điều tra và kết luận không có căn cứ xử lý hình sự do làm lây lan dịch tại hai công ty này. Vì vậy, đề xuất Ủy ban nhân dân thị xã Giá Rai xử phạt hành chính về hành vi nêu trên. Công ty Tấn Khởi trở thành ổ dịch COVID-19 lớn nhất tỉnh Bạc Liêu từ trước đến nay với gần 700 ca F0 là người lao động trong công ty. Tính từ ngày ghi nhận ca mắc đầu tiên là một nữ công nhân 16 tuổi hôm 19 tháng 10. Từ ổ dịch này, dịch bệnh đã lây lan cho hàng trăm người ngoài cộng đồng và công ty khác. Trong đó, hơn 500 ca lây nhiễm chéo tại công ty Châu Bá Thảo xác định nguồn lây là từ công ty Tân Khởi do sử dụng chung người nấu ăn. Liên quan đến tình hình dịch bệnh tại các tỉnh thành phía Nam và các tỉnh miền Tây Tây Nguyên, Bên cạnh những địa phương có tỷ lệ phủ vaccine cao trong đợt dịch như thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long An, thì các tỉnh miền Tây và Tây Nguyên cũng đang giáo diết để nhanh tiến độ tiêm chủng để ngăn chặn dịch lan rộng. Huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa đang có sự gia tăng số lượng F0 trong cộng đồng. Nhiều ca nhiễm chưa xác định nguồn lây. Để nhanh chóng khoanh vùng, xác định, tách bóc F0 và F1 ra khỏi cộng đồng, nhận định diễn biến dịch bệnh, tỉnh Khánh Hòa đề nghị người dân trên địa bàn huyện Diên Khánh không ra khỏi nhà từ 15 giờ đến 22 giờ ngày mùng 10 tháng 11 để lấy mẫu xét nghiệm tầm soát 100% hộ dân. Tỉnh Sóc Trăng cũng chủ động nâng cấp độ dịch từ cấp độ 2, vùng vàng nguy cơ trung bình, lên cấp độ 3, vùng cao nguy cơ cao, từ ngày 10 tháng 11. Theo nhận định của tỉnh, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn diễn biến phức tạp, số ca dương tính trong cộng đồng ngày càng nhiều. Tại thành phố Cần Thơ, lãnh đạo đề nghị triển khai nhanh chóng việc tiêm chủng cho người dân. Tính đến nay, Cần Thơ đã tiêm 1.243.806 liều vaccine COVID-19, đạt tỷ lệ 72,6% trên tổng dân số. Trong đó có 338.386 người tiêm đủ 2 liều, đạt tỷ lệ 27,1%. Hiện nay, thành phố Cần Thơ vẫn tiếp tục đồng loạt tiêm chủng diện rộng. Đến nay, An Giang được phân bổ 1.795.870 liều vaccine phòng COVID-19 tỉnh đã triển khai tiêm 1.803.965 liều, đạt tỷ lệ 95,13% người tiêm mũi 1, 36,39% người đã tiêm đủ hai liều vaccine. Hiện An Giang và Cần Thơ cũng nằm trong nhóm 10 địa phương có tỷ lệ tiêm chủng thấp nhất tính theo số mũi tiêm trên vaccine được phân bổ trên Cổng Thông tin Tiêm chủng Quốc gia. Những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh Covid-19 sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại!